Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV. Chúc mừng chơi Dying Light 2. Mình đang ở bên dưới cái tháp nè. Và thấy được cái em này. Em này nằm đây nè. Chứ vậy á, chứ không phải là nằm ở đâu đó ngoài kia. Hàng cãi luôn, cũng xứng đáng. Rồi ta mở lên kêu máu đi. Máu cho thêm miếng nữa. Rồi parkour có gì đặc biệt không? Round runner. Chạy tới băng qua luôn. Double jump hả? Chơi luôn. Gì vậy? Bình tĩnh. Không sao đâu. Chuyện đâu còn có đó anh ơi. Ở đâu? Mở bản đồ lên coi một cái. À, ở những khu gần đây có mấy cái chỗ đó. Tại bãi đâu? Hello. Nói chuyện. Bà muốn săn mấy con gì hiếm nữa hả? I've gotten reports of a monster con prized for the fluid contained in its eyeballs. Giờ cần phải lấy chất dịch ở trong con mắt của cái con đó. Yes. You must bắt cái con đó cho tôi đi. Được thôi luôn. Take care with them, for they must remain intact until I am ready to use the fluid in a potion. Nhớ là phải giữ cái nhãn cầu còn y nguyên nha. Is everything okay between you and Corvus? We're fine. I'm more concerned about mọi chuyện giữa bà với Corvus ổn không? Quá ổn. Watch your back as you hunt. Go to the location I've marked. Giờ bà đánh dấu vị trí cho chúng ta chạy tới. Đi. Đâu? Cách đây bao nhiêu mét? Ố về luôn. Oh, fire splitter hả? Có một cái cơ hội đáp lên đây. Từ. Ôi, coi chừng. Chém nữa là bậy rồi, thấy không? Đây phải cái nhà thờ mà của cái tên kia không ta? Có vẻ giống lắm. Và bây giờ ta nhảy qua đây. Leo lên. Rồi lấy sức chạy lên trển. Có đường dây xuống. Ở chỗ này mở chưa? Chưa mở. Lát nữa đi. Và chỗ này là military nè. Airdrop. Có được gì đây? Level 6. Mở lấy cái military tech. Mở luôn. Áo gà. Ok. Một cái. Và đường vô trong này. Tháp chuông. Ủa rồi cái kia đâu? Kiểm tra cái này một cái. Cây này level 4 à. Nó ở trên kia. Nó ở trên đó đó. Chỗ này hình như mở rồi hả? Ủa, cái đó là của ai? Temple Survivor Facility có rồi à. Họ mở ở dưới chứ họ không có ở trên. Hèn gì thấy làm lạ. Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm đường lên trên nè. Phải làm sao leo lên được trên đó. Hơi bị căng luôn á. Đó có cái đường gì đó bên kia kìa. Giờ phải qua đầu bên đó. Nằm tuốt trên kia luôn. Đây nè. Leo lên. Ê. Rồi, nhảy vô. Exact nữa chứ. Rồi, chơi số mấy đây? Trong này thì cũng chỉ có một cái thôi. Cái quan trọng là cái exact này số mấy. Chúng ta không biết cái số ha. Đến nữa nhảy xuống dưới rồi. Lần nào nhảy ra cũng nhiều khi rất là nguy hiểm như vậy luôn á. Bây giờ phải tìm đường vô. Cái đường vô mới là cái đường khó chịu. Có đường vô luôn nè. Nhưng mà lại lên đây. Tiếp tục lại phải leo lên nữa. Để làm sao vô trỏng. Có mấy con đó. Và mình phải đi đâu nữa đây? Ta chỉ có nước đi xuống thôi hả?
Anna Fire Splitter. Cái con nó nằm ở đâu? Ở đó nó kìa. Chắc là nó đó, chắc là nó đó. Ui. Nè 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 nè, tông vô. Ui da. Đông quá, đông quá, đông quá. Hai con lợn hèn gì. Đông quá bà con ơi. Rồi 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 rồi. Rồi chạy ra cái Fire Blitter. Rồi hay rồi em ơi. Ui bị nó tông lên. Nè nè nè, để nó tông vô một cái. Nó tông vô đó. Ui dạ. Nở 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 rồi. Con này phải đánh sau lưng. Nằm xuống. Nằm xuống hết đi. Tất cả đều nằm xuống cho tôi. Rồi ok. Mình đi bóc hốt thử coi có trúng được gì nữa không nha. Leo lên đây. Đã thấy cái con kia. Đó. Nó phun mấy cái chất độc đó. Phun nè. Phun nè. Lấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi đó. Hốt cái con đó. Và có gì đây? Weapon invitation. Và cắm cái dây vào đây một cái. Và leo lên nè. Leo lên đây thì nó hơi khó khăn một chút. Ta chỉ có 30 mét dây thôi. Leo qua. Nhảy lên. Rồi và dây vẫn đang đi theo. Tiếng gì vậy? Tiếng gì căng quá vậy? Oh yeah. Rồi bây giờ đang cố gắng kéo dây lên. 10 mét. Lên luôn. Đủ không? Đủ không? À giờ đủ luôn. Rồi kịch vô một cái. Xong xuôi. Có chuông. Đó giờ kích hoạt lên rồi nè. Military airdrop. Nãy giờ thì mình thấy có một cái số đó thôi. Giờ cái này chúng ta leo lên đây thôi. Nhảy qua đây. Nhảy lên đây. Vô trong này. Mật mã là gì? Ở ngay tại đây có một cái radio box nè. Kích hoạt lên cái máy bộ đàm á. Oh, Patin và Tonga kìa. Đó là những nhân vật ở bên màn 1 á. Ở phần 1 chứ không phải màn 1. Ở phần 1. Vui luôn. Hai anh chàng này vẫn còn sống ha. Hai anh chàng này á là chơi cái xe tông vô trong núi á. giống như Kai không? Kai là Kai Ren á, là nhân vật chính trong phần 1. Giờ bấm vô cái nút, không có chuyện gì xảy ra. Có nghe được gì không? Nếu nghe được á thì tụi tôi á đã chỉnh lại cái thiết kế rồi. Theo như thiết kế của Dr. Emmet. Và cái quan trọng là nó vẫn còn đang hoạt động. Và chúng tôi sẵn sàng để nhảy một phát. Chúng ta sẽ tới cái chỗ là cái vùng là B613. B613 thì liên quan gì? À ha. Đây 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 đây. 613 mật mã 613. Bấm vô. Phải nghe ha. Đó. 613. Chúng ta vô coi coi
đúng không? Chất quốc. Ủa là sao? Là sao? Sao lại chất quốc? Có gì đây nữa nè? Ồ, gì vậy? Đó là cái gì? Hoverboard. Nó nằm đâu? Nó nằm đâu? Hoverboard. Hoverboard. Hoverboard đâu? Không thấy hoverboard đâu nha. Backpack. Trong túi. À, lượm được cái hoverboard. Nhưng mà cái mật mã ở đây thì lại chưa có. À ha, mình đã kiểm tra cái web tin rồi. Cái tờ web tin nó nằm đây nè. Cái đó là cái thiệp mời. Thì cái thiệp mời này ở đây 6/11/2022 là tháng 6. 11/6/2022 vào lúc 4 giờ chiều. 4 giờ chiều thì ta sẽ có mật mã, ví dụ như là 6/11/22. Thử coi. 6/11/22 chất quốc. 4 giờ chiều hả? 4 giờ chiều. 4 thử coi. 4 giờ chiều. 4 giờ chiều. Giờ chiều là sao? Không không. Không. 4 giờ chiều là 400. Không đúng luôn. Còn cái gì nữa? Hay là chơi 3 số 4 luôn đi. Biết 4 giờ chiều. Tại cái số đầu tiên á, là nó dễ nhưng mà nó không trúng. Có 4 giờ chiều. Ố, được luôn. Hay quá. Không biết lý do vì sao được luôn, nhưng mà biết có thể là do 4 giờ chiều. Thế mình dự đoán là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta chạy qua bên kia, kích hoạt chỗ đó lên cái là được. Nâng cấp cái dù lên xong á, đi qua chỗ của bà ba rất là dễ. Cẩn thận. Để xuống mất máu chết rồi dẫn. Là vô chậm rồi. Bà ba ơi, tới rồi nè. Đó. You do well to remember our arrangement, woman. Not now. The barber and I are. Không phải lúc này. We'll finish later, Corvus. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau, Corvus. The young man wait while we argue. Fine. Giờ sao? Care you heed my words. Mà nhớ là chú ý đến lời của ta đó. Có vụ gì hả? Không liên quan đến ngươi. Anh không có cần phải quan tâm đâu. Rồi ok thôi. Đây, đầu của bà đây. Con mắt bà muốn đây. Wow, tuyệt vời luôn. Anh sẽ xứng đáng được nhận phần thưởng. Nói chuyện tiếp. Dạ, tôi giúp bà được gì không? Người nói chuyện bắt đầu nghe quen thuộc quá rồi nhóc. Corvus, don't be rude. Your own tone could use some improvement. À, giờ cách nói chuyện cần phải thay đổi nha, cải thiện nha. Nói chuyện gì không có được đó. Hai người đang làm gì vậy? Có chuyện gì vậy? Nó không liên quan đến anh đâu. Harvard nói đúng đó. Chúng ta sẽ tập trung vào công việc. Giờ bà có một cái đơn hàng rất là lớn. Hãy tới chỗ GRE Island. Có một đống những con zombie đó bạn. Bắt hai con hả? Bắt hai con là sao? Rồi được rồi, giờ đi coi thử coi lý do vì sao bà nói bắt hai con ha. Nãy giờ mình xử rất là nhiều zombie. Và đó, tới nữa rồi kìa. Tới nữa rồi. Đâu bây giờ ta canh coi. Ta canh. Nó còn chạy vô nữa. Đó. Đóng cửa. Xong. Hai con đang bị nhốt. Mình không muốn bị kéo lên nữa. Núp ở trong này cho nó hết cái thời gian bị chase hay là bị rượt á. Để quất cái này vô một cái. Đó, kết thúc rồi đó. Nhiệm vụ đó thành công. Và bên đây. Còn nữa kìa.
Ui da. Sao mấy em đâu ra vậy? À còn đồ chơi nhiều lắm nè. Con này thì level 7 luôn rồi kìa. Hơi bị dữ đó. Ui. Tại vì những con này nó rớt ra những cái uncommon trophy phi. Nếu mà không lấy thì quá ổn. Level 7 luôn rồi. Dữ thiệt. Đạt cho một cái. Ê ê ê, coi chừng. Nói chung là trôi phi là xong xuôi rồi đó. Nè 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 nè. Cho một nhát. Đây cũng là một cách để có thể farm được trôi phi ha. Rồi kiểm tra coi. Đừng có để cho mấy con kia nó chạy qua thôi là được. À, mấy cái đồ trôi phi. Chúng ta coi inventory backpack. Trôi phi 16. 64 cái uncommon rồi. Ngon lành. Chào quý vị. Mở cửa ra. Chạy qua nói chuyện với bà bạc coi. Đây nè. How did it go? À, sao rồi? Virals, packaged and ready for delivery. Bắt được hai con rồi đó. I can make all manner of potions and medications. À giờ bà có thể bắt được những cái cần thiết. You saved many a life today, Aiden. Anh đã cứu rất là nhiều mạng người. What's left of it is grateful. Cả thành phố đều rất biết ơn anh luôn. Rồi tiếp tục luôn. What monster guts do you need today? The sweat glands of a rarely seen creature. À giờ thấy một cái con mà rất là hiếm thấy. Very recently. It's hard to miss too when it comes out at night. With the secretions from those glands, I can make all manner of things. Phải bắt một cái con nữa, lấy cái túi của nó. But watch out, Eden. Nhưng mà cẩn thận nha, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi. And that's not even half of what might shock you when you encounter it. Intriguing. Ok, nghe nó thấy rất là hấp dẫn luôn á. Kích thích chí tò mò. Những cái lần này là phải đi vào buổi tối hết. Đi về trao trả nhiệm vụ cũng ở buổi tối nữa. Cách đây 200m là ra ngoài kia. Ồ, không xa lắm. Đâu, con gì đâu? Con gì mà bà ba cần đâu? Hello. Hình over chạc. À, con này hả? Over chạc. Ào ào, nó có điện nữa, nó có điện. Ai da, ai da, ai da. Ghê quá, ghê quá. Ghê quá mấy em ơi. Cái con over chạc đâu, mình không có thấy nó. Để cho nó tông. Oh yeah. Rồi xong rồi đó. Chúng ta xong rồi. Chúng ta hốt mấy cái con zombie nào mà nhiều kiện đi vô thôi. Ồ, bây giờ nó lên level 7 rồi kìa. Úi da. Level 7 rồi nha. Zombie á. Giờ tới rồi đây. Rồi, bà ba. Ai nữa đây? Đây. Đây là những cái mà bà đang cần nè. Cái con nó đang bị giật điện á. Giật bởi cái con đó là chắc cũng phát sáng luôn á. I wouldn't tease Corvus like that. Đừng có chọc Corvus như vậy. Tốt nhất là anh hãy lấy phần thưởng rồi đi đi. Rồi, tiếp tục. What have you got for me? Rồi, sao nữa? I have a customer here with a direct request. Giờ có một người yêu cầu trực tiếp luôn. Đây là Harlan. Sao? Và anh là một người rất là dũng cảm để đi kiếm những cái tài liệu mà mắc tiền. The Baba, she saves people. Baba là người mà cứu những người khác á. Và anh giúp bà ấy thì cũng cứu được nhiều người hơn nữa. Ba tôi, ông sắp chết rồi. A blood parasite. Thì The Baba, she says she can help. Có một con ký sinh trùng ở trong máu á. Right, so I'll go get them. Like I said. Rồi, thì tôi đây lấy cho. Cần một cái cực kỳ khó và nó cũng cực kỳ nguy hiểm luôn.
I could not let the Baba ask on my behalf. I wouldn't feel right. Tôi cảm thấy không được ổn nếu mà tôi để cho bà ba hỏi giùm. Cho nên tôi phải tự hỏi đó. Làm sao phải nguy hiểm dữ vậy? Rồi. Và có hai cái con đó nữa, Demolisher và con Ghoul. I'm so sorry to ask. Giờ phải hạ gục thêm một lần nữa. It's all right, Harlan. Eden will help. No, go be with your father. Giờ phải bắt con nó nữa. Of course. Căng you're right, Baba. Another pair of mutated infected, huh? À, giờ có một cặp mới nữa. You would be doing a favor both to Harlan and many other residents by getting rid of those abominations. Rồi, ok. Để cho tôi xử cho. Ê! Bình tĩnh! Tôi trượt vô thôi mà! Đừng quánh! Đừng quánh thôi! Bỏ đi! Bà con ơi! Bỏ đi! Nãy mình trượt vô thôi, mình lỡ mình đá anh kia té. Cái gì get out of here nữa chứ? Bình tĩnh! Tao đâu có muốn vậy đâu! Rồi bây giờ người ta chưa có military tech thêm. Và pick lock sản xuất là 4 cái. Lock pick durability very high luôn. Hoặc open medium nha. Medium là bây giờ mở luôn. Giờ cần phải có 25 cái uncommon của cái con đó để đi farm á. Molotov. Sao mọi người có cần giận, có còn giận mình không? Lỡ chuột vô ngấy thôi. Cái đá chúng. Ê, đừng mà. Tôi đâu có ý xấu gì đâu. Chúng ta đều là người sống sót mà. Ở đây có hai con Demolisher luôn nè. Căng thẳng chưa? Hai con luôn. Rồi, lấy lựu đạn ra chơi. Molotov cũng chơi được nhưng mà lấy lựu đạn đi. Chúng ta chơi thả chọi vô coi. À ha. Đầu tiên là chơi cái này trước. Cái thứ hai, chọi lựu đạn ra. Wow, đây là một đàn luôn á, chứ không phải một con nữa. Đó, kích nổ. Cái con đó, nó mất có chút xíu máu à. Ghê vậy ta. Đâu để mình chơi này cái coi. Làm gì giận dữ quá vậy. Ui trời, đá bây giờ đó. Từ từ bình tĩnh, từ từ. Trời đá kìa. Ấu về luôn. Ghê không. Đứng vậy có bị chọi không? Không nha. Núp vô. Mình không muốn nó chọi đá mình. Ui ghê quá. Đánh không được. Rồi ra đây. Có một con khác. Ui da. Xui dữ vậy. Vừa mới ra. Vừa mới ra luôn. Rồi em này đã xong. Nằm xuống giùm cái đi. Nằm xuống. Rồi. Không phải con này. Nghĩa là không tính. Không phải con này. Rồi lấy cái cây đó một cái. Đó, vô đây. Vô đây. Chỗ đá kìa. Núp vô một cái. Mình xử con bên kia một cái. Rồi. Đó, chạy lên. Vô đây. Đúng rồi. Chuẩn bị nổ nè. Rồi em đã xong.
con này xong. Infected trophy rare. Ow. Đó. Dính xuống miếng đi. Nổ đứng ngay vụ nổ luôn. Tốt. Ấy. Quên mất cái vụ là nó có thể chọi được kiểu này. Xỉn nỉn rồi, xỉn nỉn rồi. Đang tập trung chém nha. Né ra, né ra. Thôi không vô chổng được luôn. Nó không bao giờ cái bẫy chồng được. Ow. Một hit nữa. Một hit nữa. Ok. Hãy đá vô đây không được. Nó không có chịu vô cái bẫy này. Và một trên hai con. Chúng ta hồi máu lại một cái. Ok. Rồi lấy military ra luôn. Quăng nè cưng. Còn em này chắc không có mạnh lắm. Ui dạ. Rồi từ 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 từ. Có điện. Né kịp thời. Đó, xoay 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 360 tuyệt kỹ. Đây đây. Sắp xong rồi. Ok luôn. Nằm xuống em. Tăng được hai con. Vậy là xong rồi đó. Cái khu này là có đầy đủ luôn. Quá ngon. Khỏi đi đâu xa hết. Ây da. Ôi chàng ơi. Có trái mìn nữa. Bậy quá. Chết người đó. Đem đồ chơi về đây. Rồi chàng trai trẻ kia đó được cứu rồi nha. Đây. Anh hạ gục cả hai con luôn hả? Ghê vậy. Đúng không? I do hope so, but this is medicine, not magic. Cái thuốc này không phải là ma thuật. Ta chỉ hy vọng vào điều tốt nhất thôi. But not magic. Where'd the witch act go? Vậy thì giả làm phù thủy làm gì? Ok, đồng ý. Nói chuyện tiếp. I will let you know. À, bây giờ chưa có con gì để mình có thể tiếp tục đi săn. Ủa? À, bây giờ đi đâu? Đi ra. Đi ra đây. Gì mà tuốt ở trên này luôn vậy? À, nhiệm vụ khác. Rồi, như vậy là chúng ta chưa có được cái con gì kế tiếp để săn ha. Giờ còn chỗ này nữa. Để có thể fast travel được qua bên đó mà không có cần phải đi quá xa. Vậy là chạy qua bên đó luôn đi. Để mình chạy bộ qua bển cái. Nhảy xuống đây. Đây là một chỗ. Chỗ coi như là chỗ cuối cùng luôn rồi đó. Bên Newfound này chúng ta chưa có đi qua ha. Thì có thể là bên đó sẽ còn nữa. Giờ cứ xuống đây trước. Restricted area. Nghe cái mùi này là sẽ có mấy em Renegade. Không có ai luôn. Đó, mới nói có liền. Renegade nha bà con. Cuốn hốt. Rồi, chọt cho mấy nhát. Như là có động tĩnh, cho nên tụi nó sẽ chạy lên. Đó, 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 đó. Có một tên chạy lên rồi kìa. Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn trái nhìn phải, có thấy gì đâu. Chúng ta đang tự hỏi.
Bây giờ mình rất là muốn chạy ra luôn á. Ồ, con tên bên dưới nữa. Phải à. Đó. Ồ, tập trung lên đây hơi bị đông. Tập trung lên đông thì ta có thể làm được gì? Ôm về. Ui. Ví dụ như chạy qua luôn thì sao? Chạy qua luôn. Gạt cầu dao. Ui. Rồi nhảy xuống luôn. Giờ ví dụ như nó phát hiện mà mình không đánh, mình đi luôn giống vậy thì sao? Rồi mấy em sẽ làm gì? Nó không biết nó làm gì luôn rồi đó. Gì? Lên nhạc gì ghê vậy? Lên nhạc giống như là bị tụi nó rượt tới nơi luôn vậy đó. Để vô đây coi, medium hả? Mở luôn. Mở luôn. Level 6 à. Lúc nào nó cũng có một cái phòng ở bên đây. Đó là cái thường thấy nhất ha. Lấy cái cọng dây ra. Qua luôn. Kích hoạt cái. Bang. Ok. Ôi dạ. Rồi bây giờ nhảy qua bên này. Qua đây luôn. Cái nào dễ người ta làm trước thì ta đi trước cho nó khỏe. Cốc cốc cốc. Ấm vô. Ok. Còn bên đó. Bên đó thì phải đi hướng bên này. Dưới 12 mét. Ok vậy. À ở đây luôn nè phải không? Không không không. Tầng dưới nữa. Tầng dưới. Xuống luôn. Không vấn đề gì. Chỉ có kích hoạt thôi. Đây. Rồi giờ xong rồi chạy lên Chemical Area. Còn một máy nữa thôi. Mình tính nhảy qua luôn rồi đó chứ. Cái này lên luôn được nè. Quạt. Là mấy tên kia tự động biến mất. Rồi. Quay ngược về. Con đường vô cùng quen thuộc. À, quay ngược về, quay ngược về. Chết độc. Rồi bây giờ phải qua bển. Qua bên này. Qua bên này, à leo lên đây. Leo lên đây mới qua bên kia. Hỏi còn đi lấy đồ cũng được nữa. Rồi nhảy xuống luôn. Quá dữ. Rồi giờ cái quan trọng là lên trên kia lại lần nữa nè. Khi kêu thang máy, có mấy tên đó đứng chờ không? Bình thường là tụi nó không có rượt mình vô tới trong đó. Giờ tụi nó đang đứng ở trọng á. Rồi thang máy sắp tới kìa. Chúng ta đi lên metro. Hãy xem. Chuẩn bị tinh thần nha. Này tinh thần nha, vô là chém dữ dội lắm á. Cái kiếm mà đang móc củ hành nè. Có không, có không? Có không? Không có. Có kìa. Và kích hoạt. Hết luôn.
Vậy là mở hết luôn. Hay quá. Mở lên cái đuổi mấy tên đó ra. Quá hài luôn. Nó hết biết gì luôn. Lấy được cái. À, đây mình có một cái nữa. Chúng ta có thể nâng điểm tiếp ha. Mới kiếm được có 68 cái à, 126 cái lận. Rồi bỏ này vô pen cái lên thêm miếng máu nữa. Chấm ngang tiền luôn. Tại gì vậy? Bị biến đổi hả? Bình tĩnh anh ơi. Combat skill cộng thêm cơ. Giờ để mở lên coi combat skill nâng gì đây. Quá nhiều thứ. Rồi đỡ này luôn đi. Nâng vô. Bây giờ chiêu gì cũng nâng thôi. Bây giờ ta sẽ chạy qua bên chỗ cái lower eye gì? Newfound Lost Land này. Để xem thử coi ta sẽ có được cái đường dịch chuyển hay cái gì đó ở bển không. Mình đang ở chỗ Newfound Lost Land nè. Ở chỗ này thì nhìn chung là cũng không có cái gì lạ. Để coi cái nhà này có vô được không. Ta sẽ có cái đầu này. Irary Access. Mở lên. Vô. Vô kiếm đồ. Wow. Đồ xinh xịn không á. Ê khoan. Bỏ. Ba cái là mở luôn. Rất nhanh gọn. Khỏi cần mò. Nữa. Quên. Ba cái tiếp tục. À, thay vì nếu chúng ta làm thì nó chỉ tốn một, vậy thì nhánh và lại tiếp tục là ba cái nữa. Bỏ dữ. Lấy hết chưa? Hết rồi. Trên bàn không có gì hết. Và nếu inhibitor container à trên kia. Giờ nếu đi theo con đường này là nhìn qua bên đó. Đó là chỗ của ông tướng á, Clono á. Nhưng mà cái đường này sao chất độc không à. Người ta cũng chặn rồi, không có cho đi qua bển nữa. Đó. Chúng mấy cái chất độc. Rất là khó chịu. Leo lên trên đây. Rồi và khu này là hầu như là không có gì hết. Cho nên hồi nãy mở được cái thành tựu ở đây coi như là xong rồi đó. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã mở hết được tất cả những cái đường để có thể fast travel bằng tiếng metro. Cũng như là đang trợ giúp cho bà ba, giúp đỡ những người đang gặp tình cảnh khó khăn. Còn bây giờ, mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye!